Báo điện tử Dân trí, khách hàng thân thuộc nhiều năm của Thu Cúc TCI. Đây là lần thứ tư mình tham gia các dịch vụ y tế và trải nghiệm của bên bệnh viện Thu Cúc của mình. Về dịch vụ của Thu Cúc thì khá đầy đủ và các cái xét nghiệm của mình cũng rất là bài bản và chuyên nghiệp. Điều mình ấn tượng nhất đó là sự chú đáo, nhiệt tình và tư vấn cận kẽ các cái chỉ số xét nghiệm. Tức là mọi thứ nó nhẹ nhàng, không khí nó không bị căng thẳng. Mọi khi vào bệnh viện thì hay cảm giác là bị cảm thấy căng cứng, sợ hãi hay là bị stress. Bởi vì là nhìn thấy bác sĩ thì là cảm thấy là bệnh sắp lòi ra rồi ấy. Nhưng mà ở đây thì mọi chung là mọi thứ nhẹ nhàng. Các bạn lễ tân thì phục vụ rất là nhiệt tình. Còn các bác sĩ thì cũng tư vấn một cách rất là bình tĩnh và lịch sự. Là một trong những cơ quan báo chí sở hữu đội ngũ phóng viên hùng hậu, sẵn sàng lăn xả đi lấy tin tại các điểm nóng, bất chấp nguy hiểm, rủi ro để đưa thông tin nhanh chóng tới độc giả. Báo điện tử Dân trí luôn đề cao sức khỏe của cán bộ nhân viên và tổ chức hoạt động thăm khám định kỳ hàng năm. Nhiều năm là đối tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ nhân viên báo điện tử Dân trí, Thu Cúc TCI tự hào được đóng góp một phần trong sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho nguồn nhân lực của báo với nền tảng dịch vụ y tế cao cấp. Hệ thống máy móc hiện đại được nhập khẩu nước ngoài, hỗ trợ quá trình thăm khám chữa bệnh cho kết quả chính xác. Đội ngũ bác sĩ thân thiện có tay nghề, ý đức cao, luôn nhiệt tình tư vấn, khám chữa cho khách hàng. Không gian thăm khám khang trang, sạch sẽ, có riêng khu vực dành cho khám sức khỏe đoàn. Gói khám đa dạng danh mục và mức giá. Mình nghĩ là cái giá trị của Thu Cúc nó nằm ở chỗ là cái dịch vụ nó tốt và nó tương xứng với cái giá trị của việc đi khám bệnh, làm cho người bệnh là người đi khám bệnh họ cảm thấy thoải mái và không bị căng thẳng. Mình thấy hài lòng nhất là cái sự chuyên nghiệp của cơ sở khám, tức là từ việc tiếp đón cho đến việc là thăm khám ở các phòng. Thì cơ sở vật chất của Thu Cúc rất là hiện đại và các bác sĩ cũng rất là tận tâm tư vấn giúp đỡ cho các người đến khám. Xin cảm ơn báo điện tử Dân trí đã tin tưởng lựa chọn Thu Cúc TCI làm đối tác y tế nhiều năm qua. Chúc anh chị mạnh khỏe, vững ngòi bút để mang lại nhiều tin tức hay và giá trị phục vụ độc giả.